thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh Tiên Tri Tận Thế, Hội Long Hoa, do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Trong đêm cậu giảng trúc cạn đôi lời, chúc hết mọi nơi vẹn bề thanh tịnh. Từ đây đừng dính bụi bám chi nhiều, đất nước hoang liêu buổi chiều sương tuyết. Đời đã quá kiệt dân biết không dân, nói xa nói gần nói tầng nói tảo. Nói cho người đạo trí thức được nghe, xuân hết tới hè ra tre mà ở. Về đi trả nợ ráng nhớ đừng buồn. Bần sĩ điên cuồng đêm nay mới nói, bạc mo bạc gói ỉa ói hết trơn, ráng giữ đừng sờn keo sơn chặt chẽ, tâm lòng mát mẻ vui vẻ mới tồn, bao sự dập dồn từ đây sắp tới. Hoàng cầu thế giới bốn biển năm châu, nó cũng đâu sầu từ đây sẽ thấy. Xa vào cạm bẫy lại với chông gai, thanh tịnh ra bài lô tô cầu gửi, cậu chờ cậu đợi biết mấy đông sông, chúc hết chị ông mây rụng Phật mở, nếu ai thiếu nợ ráng trả cho rồi, nước nắp bể nồi chạy dài hết ráo cậu về cậu cáo với lệnh Ngọc Hoàng, mau xuống hạ săn phạt đàn ma quỷ, để chi thế kỷ báo quá hiền lương, dày dặn gió sương trăm đường chi xiết, từ đây ráo riết tác cạn biển khơi, cậu nói mà chơi không lời không vốn, không thua không tốn nguy khốn cận kề, nói chút cậu về cậu đâu có ở, lấy ai nâng đỡ dạy dỗ cho trò, tu hành không lo bòn trò đại trấu, từ đây nguyện thấu ở lệnh thiên vương, thấy khổ nhiều đường đau thương gấp mấy, sang năm rồi thấy anh chị em ơi cậu chẳng nói chơi đôi lời nói thiệt. Nói ra đời kiệt rồi với đời tàn, nói sớm nói làng nói xa nói ngã. Nợ kia phải trả đảm chớ có vay, đêm vắng ngày dài từ đây rốt ráo. Ai người có đạo Phật chở trời che, cậu thấy sợ e đồng bào chết đói. Ba mo bảy gói cậu thấy cũng tàn, đổi sớm đổi làng đổi quan đổi chức. Đổi ơi cho khuất đừng có mà còn, đổi núi đổi non bà con đổi hết. Chắc rằng phải chết cho hết hạ nguồn, tu tịnh đừng sờn keo sơn ráng giữ bình lòng hai chữ thi cử đắc thân, nói xa nói gần nói tầng mới đến. Gửi cùng cảm mến anh chị đông sông, ráng nhớ mà trong một lòng mới được. Thuyền trời nước ngược đạo sĩ ráng bơi, chẳng được lã lơi kêu trời dậm đất. Từ đây sắp mất của cải vàng muôn, mắt lệ sắp tu ngồi buồn thê thảm. Cậu đâu có dám bụi bám làm sao, tiếng nói cậu rau đồng bào xa lạ. Ráng tu đừng ngã trôi chả mất rồi, đổi núi đổi đồi gian sơn biển hải. Nghe rồi đừng cãi vang vái mau lên gặp Phật dựng nên gặp vua gặp chúa, từ đây tài của sự sản cũng tan, hết Mỹ tới Nga hết tàu tới thổ. Nó tìm đủ chỗ nó đến Việt Nam, nó luận nó đàm nó đua nó lớn. Nếu ta tin tấn chẳng sợ đâu đâu, có Phật ngôi lầu chứng minh tất cả, từ đây phải rã phải trả đất đai. Hãy cố mà hay ra bài chặt chẽ, chúc cậu mát mẻ cô bác chỗ này, cậu chẳng phải thầy ở đây luận giảng. Trúc thơ thăm bạn biệt dạng bớ trò, đói khổ đừng lo giàu to sợ lắm, từ đây mua sắm cậu thấy uổng công nó bắt cạo lông của đồng cũng giật, thấy rồi nồng nực các bậc anh tài, cố gắng một ngày mau mau sắp tới. Người tu vì bởi nghiệp quả oan khiên, ráng nhớ cậu điên cậu buồn cậu điếc, cậu cho mà biết đời tiệc hoang vu, kêu hết người tu từ đây sắp đến. Gửi cùng đạo mến ăn ở phương xa, nói cậu về nhà kính thăm đồng đạo, tay thơ bút thảo cậu nói lô tô, nước Mỹ sắp vô nước miền sắp đánh. Nếu ai có tánh hãy hiểu cực kỳ, khắc khổ ai bi li bị siêu ngã, dành thôi cha chả chẳng biết làm sao dực chúa dực trào giật nào bữa bối, chắc rằng thắng thối sống mới tường tri. Cậu nói làm chi việc gì của đó, nhưng mà sáng tỏ đặng biết thiên cơ, nói ngu nói khờ nói bờ nói bụi. Đánh nhau hè hội một buổi sẽ thành, nói giật nói dành đài châu bửu báu, nhưng mà sốc xảo người đạo hưởng ân, nói xa nói gần nói tầng gần bước. Nói thôi cho được mấy lượt đăng san, giàu khổ cơ hàng đói cơm khát nước, nghèo ta làm phước sau được ấm no, trời Phật ban cho có đò qua biển đủ tài trình diện Phật hiện lưới trần, đủ các toàn phần đuôi chen đấu pháp. Mưa ngâu gió táp cậu thấy rõ ràng, các nước lân bang từ đây sắp tới. Hoàng cầu thế giới cậu thấy đảo điên, thấy rõ chẳng yên thấy hiền thấy dữ. Bảo trò thi cử hai chữ từ bi, đừng nói nữa chi hãy đi tu sửa. Chắc rằng binh lửa thiêu đốt địa cầu, bốn biển năm châu co đầu hết trọi. Cậu làm tôi mọi tất cả quần sinh, nấu sữa sôi kinh tâm tình cốt nhục. Đêm nay nói chút mai mốt cậu hồi, sự đến đây rồi sự tôi sự bại. Ai không ở trại ai dạy ở nhà, sự tới kia cài dân đâu có rõ. Người nào kheo mỏ rồi đến múa môi, chắc lẽ phải trôi bẩn tồi thiêu hủy. Thấy rồi niên kỹ cậu chỉ cho tường, đốt phố cháy phường đoạn trường ghê gớm. Đánh làng đánh sống ghê gớm thiết tha, giết mẹ giết cha giết anh giết chị. Từ đây chắc bị trả quả lộn nhau, tu tịnh một màu ôi thôi một sắc. Giờ này cậu bắt cho được nhịp cầu, cậu chứng canh thâu từng câu cầu nguyện. Ráng đi thực hiện cứu vớt người lành tâm dạ an thanh từ bi sẽ hiểu đôi lời cậu biểu dân chúng tường tri nói rồi cậu đi ở nơi chỗ khác tự tha tự giác mới thấy nhiệm màu bốn biển năm châu co đầu hết ráo cậu về cậu cáo với lịnh phật vương thấy vậy mà thương nhiều đường lắc léo có tròn có méo có khéo cũng tan có bạc có vàng từ đây cũng mất có tài có vật cậu thấy cũng trôi có chức có ngôi từ đây cũng rã nói cho cha chả không biết nói gì điên dại từ khi từ đây cậu dặn nơi miền lụi lặng thăm kính đồng bào, cậu chẳng sợ hao thân tàn cốt hủy. Ở trong niên kỷ cậu mới ra bài, kính thăm quý ngài chỗ này vĩnh viễn. Ráng cầu Phật hiện độ hết trần gia, là con số 3. Trích trong băng lộ huyền cơ 4 của Đức cậu bần sĩ vô danh ứng khẩu thuyết thập niên 80, kết tập sách sớm giảng đạo cùng từ trang 89 đến trang 94 do thiền tịnh bửu sơn Sydney ấn tống năm 2002. Câu sấm, nước nắp bể nồi chạy dài hết ráo cụm từ bể nồi ám chỉ tên lãnh tụ cường quốc gây ra trận chiến biển đông chết đúng luật nhân quả gieo gió gặt bão cụm từ chạy dài hết ráo ám chỉ sau sự cố bể nồi hai siêu cường nga mỹ giành giật nước tàu trên ngôi bá chủ đánh bằng vũ khí nguyên tử đưa đến tận thế nghĩa là kết quả không có kẻ thắng người thua mà là tất cả đều thua chạy dài hết ráo tận thế từ đây tài của sự sản cũng tan hết mỹ tới nga hết tàu tới thổ nó tìm đủ chỗ nó đến việt nam nó luận nó đàm nó đua nó lớn nếu ta tin tấn chẳng sợ đâu đâu có phật ngôi lầu chứng minh tất cả giặc tàu suối miên thổ đánh qua biên giới phía tây nam việt việt nam đánh trả tàu lấy cớ đó đánh việt mỹ can thiệp đánh tàu bể nồi sau sự cố bể nồi số ba là con số thiên cơ số ba ám chỉ cái gì nga mỹ tranh ngôi bá chủ đánh nhau đưa đến tận thế đứt nắp bể nồi chạy dài hết ráo sau cuộc biến chuyển dời non lấp biển do công đức tu hành Việt Nam vẫn được Phật trời che chở an ban trong đời thượng nguồn, thánh địa di lạc tại miền Nam nước Việt. Nếu ta tin tấn chẳng sợ đâu đâu, có Phật ngôi lầu chứng minh tất cả. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa để dành thời gian quý báo để xem. Sydney, ngày 10 tháng 6 năm 2023, kỳ vân cư sĩ biên khảo.